Chào anh em nhé. Ở đây kia là cái gói hàng combo này. Ôi rồi nó lát stress rồi. Về đến Hà Nội thì sáng nay mình mới nhận được. Về đến Hà Nội thì nó đã bục ra rồi. Bởi vì anh em phải biết rằng nó đi từ đây vào đến trong thành phố Hồ Chí Minh và đi ra và lại đi vào và lại đi ra. Nên là không thể còn nguyên vẹn được. Lần trước nhận thì nó còn nguyên vẹn, lần này thì nó ộp ộp rồi. Đây là gói hàng combo đấy. Từ Tết à, loanh quanh bạn Nguyễn Phước Kha ở trong Sài Gòn. Bạn ấy trôi mình gửi vào, bạn bảo bạn ấy xúy, thế là mình gửi vào, thế xong lại bạn ấy không nhận. Lại gửi ra. Thế xong là bạn ấy bảo là bạn ấy bận, gửi lại vào cho bạn ấy để bạn ấy gửi lại vào cho bạn ấy để bạn ấy nhận chi phí hết bao nhiêu thì bạn ấy gửi, xong rồi đến lúc gửi vào bạn ấy lại không nhận nữa. Chính xác là nó vòng đi vòng lại 2 lượt, đâm ra là nó nát bét như thế này. Bây giờ thì mình sẽ khui cái gói combo này ra. Thực ra thì cái gói này có hai anh em nhận lấy thì có một bạn tên bạn Tiến ở trong Sài Gòn và một bạn Phước ở ngoài Bắc. Thì bạn Tiến thông cảm, cái này là bạn Phước bạn đã dặn mình trước rồi. Ok anh em, bây giờ thì mình sẽ khui gói hàng này ra xem nó nát đến cái cỡ nào. Và mồi thì chắc chắn là 2 lượt liền chắc chắn nó sẽ bị bục rồi. Mình có chuẩn bị 2 kg mồi mới rồi. Và mình sẽ khui ra và lăng xê và đĩa DVD thì mình sẽ lấy để mình chuyển tiếp. Và còn mồi thì mình sẽ đóng lại. Hoặc là mình để riêng ra để mình câu. Bây giờ mình sẽ cùng anh em khui ra xem cái độ nát của nó đến cái mức độ như thế nào. Bởi vì mình sờ đây nó mềm nhũn rồi thì chắc chắn là bốn bốn lượt nó rơi vào khoảng hàng bao nhiêu nghìn cây số đấy thì nó không thể lành lặn được anh em ạ. Đó, thấy mồi nó dỉ ra đây rồi này, thấy mồi nó dỉ ra cái góc này rồi này. Anh em này, nhìn 2 lượt đi mát bét bẹt bẹt rồi. Bạn Phước này, bạn ấy lấy đồ của mình rất là nhiều rồi. Wow. Mà mình để dựng lên mình khui á. Nó đi 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 lại đến vào lại ra, vào lại ra, vào lại ra nên là nó bục là chuyện đương nhiên. Lần đầu tiên thì chuyển về thì vẫn rất chi là ngon nghẻ. Lần đấy nó rất ngon nên là mình không có đóng lại này anh em này. Mồi nó bị bung hết cả ra ngoài rồi. Wow. Từ Tết đến giờ. Đây là một cái thiệp chúc năm mới này. Wow, anh em mồi này. Nhìn có dã man con ngan không? Ở đây thì hai. Ở đây thì 20 bộ lăng xê. 2 bộ. 4 bộ. 5 bộ. Wow, một bịch mồi nó bị bung rồi. Mình sẽ kiếm cái gì đấy để mình cho vào. Ở đây, mình sẽ cho mồi vào đây. Wow. Bọc 3 lớp túi ni lông rồi nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi được. Wow, nó lẫn cả xốp rồi. Cái này thì tôi để tôi câu thôi, tôi sàng xốp ra đây, tôi sẽ câu chán chưa, 3 lớp ni lông nhưng mà không thể chịu được cái nước quá xa đấy, gửi đi gửi lại đến mấy lần liền mà có phải gần đâu, từ đây vào đến trong
Sài Gòn. Lăng Xê này. Ôi giời. Nó bị lẫn cả thính này. Ở trong thì tất nhiên là vẫn sẽ trong thì vẫn rất chi là sạch sẽ thôi, chả vấn đề gì cả, nhưng mà nó bị lẫn, nó vỡ lẫn với cả 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 thính này, nhìn nó lem nhem này, nó lại phải thay túi của mấy cái chỗ lăng xe này thôi. Cả hai bịch nó vỡ luôn rồi. Trọng lượng quả này cũng bể luôn rồi, không sao. Thực ra thì mấy trăm nghìn để nhìn nhận một con người nó đơn giản. À, chỗ này thì mình để mình câu dần thôi, mình sẽ đóng cho bạn Phước nó mồi mới. Wow, anh em ơi, lăng xê này quá trời luôn. Anh em, cái đĩa DVD này chuyển đi chuyển lại mà nó vẫn còn nguyên si luôn, tôi cứ nghĩ là nó bị vỡ mà nó vẫn còn nguyên si luôn này. Ok anh em, rất xin là nhiều rác luôn. À, cái này dục. Mồi câu này 2 kg này. Đó, giờ thì mình sẽ đóng lại cái gói hàng này thôi. Đóng lại gói hàng này chuyển cho bạn Phước. Ok. Cái đơn hàng này thì đã có anh em nhận rồi anh em nhé. Nguyễn Phước Kha. Bạn có rảnh thì bạn mình cũng chưa chặn bạn, có chả lý do gì mà cũng cũng chả buộc chặn. Chắc là bạn chả bao giờ bạn dám lên bạn bình luận ở trên cái kênh của mình nữa đâu. Rảnh thì bạn vào bạn xem chơi ha. Ok anh em. Đây bạn Phước nhé, làm theo yêu cầu của bạn luôn. Thực ra thì cái mồi có để cả năm cũng ok, nhưng mà bạn Đây Phước bạn bạn Phương ấy nha. sợ. Thực ra thì mồi cả cả để cả năm cũng ok, không vấn đề gì cả, nhưng mà theo yêu cầu của bạn Phước thì mình đóng 2 gói mồi mới cho bạn ấy đấy. Ok, còn cái mồi chuyển qua chuyển lại trong kia ra đây, mình sàng hạt xốp nó vẫn còn ở đây này. Đó, giờ thì mình sẽ đổ vào cái để mình đi mang đi câu thôi, không vấn đề gì cả. Đó, cho đây để mình đi câu. Lọ này là cái lọ mồi câu huyền thoại của mình, mỗi khi quay phim đều có cả. 2 cân này có một câu cả. Cái lượng đi câu thưa như mình bây giờ thì có một câu bét nhè. Rất chi là thơm, chả làm sao cả. Kể cả để cả năm, không vấn đề gì cả. Nhưng mà anh em cẩn thận, thích mới thì mình cho mới thôi, cái nào nó cũng như nhau hết. Cái nào cũng thơm ngon bổ dưỡng hết. Đó, mỗi lần đi câu cho trộn nhiều mồi cho 2 chén này mồi.
Câu đến bao giờ cho hết anh em. Ok. Đó. Xong, cái đơn hàng này coi như là ok rồi. À, mình xin thông báo với anh em tạm thời là mình hết lăng xê nhá. Hôm trước thì mình có đăng còn 27 bộ thì hết rồi. Hôm nay đến một bản cuối cùng nữa là hết rồi. Anh em lần này chờ khá dài đấy, xin thông cảm nhé. Khi nào mà có thì mình sẽ thông báo cho anh em ở trên kênh. Đó, gói combo mình đóng lại ngon nghẻ rồi. À, bây giờ mình đi mình gửi bằng bạn mình nhớ nhầm bằng bạn Hường chứ không phải bạn Phước. Cái đĩa DVD này. Cái kia nó hơi hơi bẩn bẩn tí, mình thay mình sao chép thành một cái đĩa mới luôn. Không phải là đĩa cũ, mới cứng luôn. Đó, cái gì cũng mới. Bạn Hường này thì thực ra thì đợt trước bạn ấy có lấy combo rồi. Lần này lại lấy tiếp. Nên thực ra thì bạn ấy nghĩ đơn giản thôi, lấy tiếp cũng chỉ là đồ để dùng thôi mà. Chứ cũng chả thêm bất cứ cái gì cả. Nó chỉ là lấy nhiều đồ một tí thôi. Về câu dần đằng nào nó cũng hết anh em ạ. À. Đó. Rồi. Giờ mình sẽ đi mình gửi cái đơn hàng này cho bạn Hường. Ok.